Mở đàn theo hướng dẫn sau đây. Mở nắp trên. Mở chốt bên trái. Và chốt bên phải. Nhấc cửa trên theo phương thẳng đứng và đặt vào nơi an toàn. Nhấc nắp đậy bàn phím theo phương thẳng đứng. Lưu ý phải có một lực vừa đủ và nhấc cân bằng cả hai đầu. Sau đó đặt vào nơi an toàn. Dẫm về đan trái và quan sát chuyển động của dàn búa. Những búa nào không trả về vị trí cũ hoặc trả về bị chậm là búa đang bị kẹt. Đó, hai cái búa này là đang bị kẹt. Nếu búa bị kẹt, ta cần tháo búa ra để tra dầu vào khớp. Để tháo búa, đầu tiên tháo dây cương. Nhấc dây lên khỏi đinh và luồn xuống dưới sang bên phải. Thả ra. Đó là cách tháo dây cương. Sau đó dùng tô vít vặn con vít này ra theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Bây giờ khéo léo lựa để lấy búa ra ngoài. Chú ý đừng để rơi con vít. Hiện vẫn nằm ở trên gốc búa. Khớp bị kẹt thì khi gãy lên nó không trả về. Đó, nó đứng tại chỗ đó luôn. Bây giờ ta sẽ tra dầu vào ổ khớp. Đó, dùng dầu 40 xịt vào hai bên ổ khớp. Bây giờ kiểm tra lại. Đàn hồi rất tốt như thế này đây, mới là được. Tiếp theo ta lắp búa trở lại máy. Đây là một công việc hơi khó khăn một chút. Đặt búa trở lại vị trí cũ, đặt con vít đúng vào vị trí. Đầu tiên là phải vặn ra, lừa lựa để cho nó vào đúng ổ rồi mới vặn vào. Chứ không được dùng lực để siết mạnh vít, dây sẽ gây ra trờn ren, hỏng ren. Sau đó lắp dây cương trở lại như cũ. Nếu như các bạn đã định hình được cái ổ khớp nằm ở chỗ nào thì có thể không cần tháo búa ra mà dùng dầu 40 lắp vòi xịt vào đúng hai cái ổ khớp như hướng dẫn là được. Sau đó ta xịt dầu vào ổ khớp của phím như thế này, tại chỗ này. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên mà búa vẫn bị kẹt hay phím vẫn bị kẹt, bạn cần gọi cho thợ kỹ thuật ở địa phương của mình để xử lý kịp thời.